Hello, chào mừng các anh đã quay trở lại với kênh giải trí ở hộp shop em nha. Shop em thì có địa chỉ tại số 600 đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình nha. Hôm nay em tiếp tục gửi tới cả nhà nhiều mẫu giày thể thao nữa cho cả nhà mang nè. Đôi đầu tiên em giới thiệu cả nhà đó là một đôi giày tới từ hãng Nike. Hãng Nike nha cả nhà. Và đôi này thì khá là bắt mắt với tông màu chủ đạo đó là màu xanh navy nha. Màu xanh navy. Đây, đôi này thì khá là bắt mắt rồi. Và cam màu xanh navy nó cũng rất là hay ha. Đậm nhạt. Rồi nó chuyển qua cái màu xanh nhạt nữa nè. Nói chung là tổng thể nó là một màu xanh nhưng mà khá là bắt mắt. Đó, em này thì có cái lớp bên trên là lớp vải thoáng khí nha. Rất là nhẹ luôn. Rất là nhẹ. Và còn rất là mới luôn. Cái chỗ mà mình sỏi dây nè cả nhà, nó làm bằng chun có giãn nha, cũng rất là lạ nha. Có cái logo màu đen ở đây, phía sau gót màu xanh kiểu gợn sóng nha, cũng khá là độc. Đôi này thì cái đế của nó cả nhà nè, rất là mới ha, quá mới luôn. Đế kiểu đế bằng và rất là mới nha. Mũi có logo của hãng nè. Đôi này cái gót, cái lót bên trong nó cũng màu xanh luôn nha. Xanh lè, xanh lét hết nguyên cây luôn. Và rất là nhẹ này, em cầm trên tay nó rất là nhẹ luôn. Rất là nhẹ. Em này size của nó là size 42 ạ. Và mã chốt hàng là T20. Em bán đôi này giá 600 nghìn nha. Một đôi Nike siêu nhẹ màu xanh. Rồi em gửi tới các anh một cái mẫu sneaker từ hãng Adidas, nãy màu xanh và đôi này màu đen nha. Màu đen, những cái lỗ vải của nó rất là dày, thoáng khí và có những cái vân đây nè, nhìn giống như vân như vây cá vậy cả nhà này. Đó, tông chủ đạo của nó là tông màu trắng đen nha. Toàn bộ nó là màu đen và chỉ có dây nó màu trắng nè. Lưỡi gà có cái chữ gì đây để em đọc chưa ra nè. Đế này dạng đế xốp nha. Đế xốp gồm rất là nhiều những cái hạt và rất là êm nè, cực kỳ êm luôn. Bộ đế của nó nè cả nhà, mới tinh. Phía trước có cái logo của hãng nè, Adidas nè. Đôi này rất là đẹp và ngầu luôn. Mới tinh. Bên phía sau gót có cái miếng nhựa này, có logo hãng nha, Adidas đây. Bên này cũng có nhưng mà không có chữ Adidas. Rồi, em này thì cái lưỡi gà nó lưỡi gà liền nha cả nhà. Lưỡi gà liền ha, ôm cái cổ chân này. Phía sau gót thì nó nhô lên để ôm cái gót này. Đôi này cũng khá là nhẹ, cầm trên tay rất là nhẹ nhàng nha. Em này size của nó là size 415 nha cả nhà. Và mã chốt hàng là T12. Em bán đôi này giá 600.000. Adidas 600.000 thôi. Rồi, rồi tới cả nhà một đôi giày tới từ thương hiệu khác, thương hiệu tí em tiết lộ sau. Em này có cái màu khá là lạ này, kiểu như màu rêu nè cả nhà, màu rêu ha. Đây có cái vải thoáng khí này và bên xung quanh của nó là nó có phối với dạng như là chất liệu tổng hợp, không phải da ha, không phải da đâu. Đây có biểu tượng của hãng này, chỗ này em nghĩ chắc nó phản quang á. Chè lại coi. Đôi này nhìn nó cũng rất là nhã nhặn, gam màu dễ thương này. Cái mũi này màu vàng mới chịu. Khó tay luôn. Đôi này rất là mới nè, nhìn cái phần tổng hợp này này. Thấy nó còn rất là mới luôn. Này, bộ đế của nó là cả nhà. Màu vàng. Vàng trắng. Còn mới tinh,
mòn chưa bao nhiêu. Cái lòng trong của nó nè cả nhà ơi, nó không có quá dày cũng không có quá mỏng nha, êm ái nhẹ nhàng, đôi này cũng rất là nhẹ, cực kỳ nhẹ luôn. Đôi này size của em nó là 275, khoảng 425, 43 nha. Đó, thì đôi này mã chốt hàng là T14. Em bán đôi này giá 600.000. Rất nhẹ và đôi này cũng khá là đẹp. Rồi tới cả nhà một đôi giày siêu phẩm, một đôi giày thể thao cực kỳ chất lượng, Nike Jordan. Tông màu chính của em nó là trắng và đen. Đó, cái vải phía trước của nó là cả nhà. Cảm giác như nó khác với những cái vải kia nha. Em sờ thấy sướng lắm. Những cái lỗ li ti này rất là đều luôn, mịn màng. Đây, bên hông của em nó có biểu tượng bóng rổ này. Bóng rổ ha, và cái bộ đế của nó cả nhà thấy không? Nó ôm hết cái gót phía trên luôn này, cực kỳ chắc chắn nha. Oh wow, bảo vệ cái gót tối đa luôn. Rồi phía trên em nó cũng có một cái biểu tượng bóng rổ nè, với số 23 nè, rất là đẹp, màu trắng luôn. Em này thì đi tới khoảng mắt cá chân một chút xíu. Đôi này thiết kế quá đẹp luôn, thiệt sự. Chơi thể thao có cần phải đẹp vậy không trời, quá đẹp, rất là trang nhã nha. Nó không có lòe lẹt màu sắc đâu, nhưng mà thể hiện được một cái thiếu thẩm mỹ rất là cao. Bộ đế của nó cả nhà này, wow ơi, em nghĩ nó chắc siêu bền luôn, mòn rất là ít này, bóng rổ này quá mới luôn. Anh nào mà chơi bóng rổ hoặc là có con em chơi bóng rổ mua đôi này được nha, quá đẹp luôn chứ không phải được nữa. Đó, cả nhà thấy không, lòng trong của em đó này, em ái nhẹ nhàng. À, lưỡi gà, cái này là lưỡi gà là liền luôn nha cả nhà, chứ không phải lưỡi gà rời ha. Đó, để bảo vệ cái phần mu bên trên này rất là tốt. Em này size của nó là size 42 và mã chốt hàng là T13. Em bán đôi này giá 650.000. Cả nhà ngắm nhìn rồi, bộ đế phía sau quá đẹp ha. Rồi, gọi tới các anh một cái đôi giày Nike nữa nè. Đôi này thì có size nhỏ hơn. Em này thì đen trắng là chủ đạo nên là mình cũng rất là dễ mang. Cái vải của nó nè cả nhà, chất vải ở bên ở xung quanh cái đôi giày nha, rất là mềm và êm, ôm chân. Cái logo của hãng này Nike ha, rất là mới. Những cái đôi này thì cả nhà đi nó sẽ rất là thoải mái luôn. Phần vải này co giãn nhẹ, êm ái, nice zoom. À, cái đôi này nó cũng có phần đế sau, nó phần nhọn nhọn nè. Đó, phần nhọn này cả nhà nha. À, giống như đợt trước em cũng có mấy đôi em giới thiệu với cả nhà rồi. Cái kiểu đế này cũng rất là hay. À, cái lót của nó cả nhà nè, dòng này là dòng running nè, chạy bộ. Anh nào chạy bộ đi đôi này chắc ok nè, cũng nhẹ nhàng dễ đi nè. Rồi em này size của nó là size 40, size vừa phải, và mã chốt hàng là T16. Em bán đôi này giá 650.000 nha. Đôi này đẹp lắm luôn á, nhìn cái logo của nó là cả nhà, khá là cân đối ha.
gửi tới các anh một đôi giày của Adidas. Đôi này cũng màu đen này, đen trắng thôi. Một cái mẫu nữa khá là nhã nhặn. Đen trắng, vải, có dán nhẹ, có rất nhiều những cái lỗ thoáng khí. Ba vạch của nó này. Đôi này em thấy thiết kế nó khá là nhã nhặn, sạch sẽ, màu đen mà. Logo của nó nằm đây. Đế này là đế có những cái hạt này, mềm êm ha, à, cũng mới tinh nè. Cái mũi đó là cả nhà, mới tinh, sạch sẽ, chạy bộ thì quá ok, đi chơi cũng đẹp luôn. Gót mới tinh nha cả nhà, chưa có mòn gì nhiều hết. Lòng trong đây, lòng trong em nói ha, màu đen, sạch sẽ. Em này size ở đây ghi là size 10, là tương đương với khoảng 44 nha cả nhà, 44, chân hơi to. Và máy chốt hàng là T15. Em bán đôi này giá 600.000, đôi Adidas đen trắng. Em chiều qua một cái đôi có cái màu sắc màu mè hơn đi, đội không khí nha. Đôi này thì rất là nhiều màu sắc, đỏ này, xanh nõn chuối, đen rồi tùm lum hết. Đặc biệt là cái bộ đế của nó này cả nhà, nhìn nó giống như cây kem sô cô la, hạt nổi li ti tùm lum hết này, xung quanh cái đế luôn. Phía sau nó có một cái logo này. Đôi này cái thiết kế nó hơi màu sắc tí xíu ha, nếu không nói là quá màu sắc, à, quá trời màu sắc. Đế này đi cũng rất là êm luôn, dày êm. Cái mũi nó cũng phải quá trời hạ li ti này, rất là lạ. Đôi này em thấy cái bộ đế nó lạ quá, mới thấy luôn á, quá trời màu luôn. Thiết kế một cái viền màu đỏ xung quanh hai bên này, may bọc cái lưỡi gà Nike. Ây da, những cái đồ thể thao thực sự là sáng tạo rất là nhiều luôn, may quá cầu kỳ. Ô, cái lòng trong là cả nhà, cái lót này, cái lưỡi gà có màu xanh nõn chuối luôn mới chịu. Hay thật. Rồi, em này thì cũng mới tinh luôn, cả nhà cũng thấy rồi nha. Đế đó này, mới tinh. Gót này, gót quá trời quá đất. Rồi, size em nó là size 41.5, và mã chốt hàng là T19. Em bán đôi này giá 650.000 nha, 650.000 cho đôi giày Nike đa màu sắc. Có cái bộ đế quá ấn tượng. Rồi, tiếp tục là một em Nike. Nike đỏ đen, đỏ đen trắng. Em này rất là nhẹ và co giãn này, vải rất nhiều lỗ co giãn. Ở nhà thấy không? Đi những cái đôi này rất là nhẹ nhàng và êm ái luôn, rất êm. Phía sau cũng vậy này, rất nhiều lỗ nè. Nike có cái logo của nó ở đây nè. Qua trời, bộ đế của nó thì rất là nhẹ luôn và mới tinh nè, mới tinh luôn. Đôi này em nghĩ là siêu nhẹ luôn. Đúng rồi, dòng running này, nó nhẹ quá trời. Cái gót nó cũng không có quá dày. Đôi này cầm nhẹ lắm này, thậm chí là bẻ được luôn này. À,
cả nhà cứ yên tâm đi nha, vận động mạnh thoải mái vô tư không vấn đề gì. Rồi em này size của nó là size 43.5 nè, và mã chốt hàng là T18. Em bán đồ này giá 600.000 nha. Thôi thể thao Nike 600.000 thôi cả nhà ơi. Rồi em gửi tới cả nhà một đôi giày Nike Jordan nữa nè. Đôi này thì cũng rất ấn tượng luôn, cả nhà nhìn thử coi. Cái đế của nó này cong vân luôn ha, vân lên. Thiết kế nó không có phải dạng bằng mà nó vân lên. Đôi này thiết kế em cảm thấy rất là ấn tượng luôn. Phần da, da thật, nó phối với cái miếng lớp vải nhỏ li ti ở đây này. Chủ đạo của nó là tông màu trắng đen nha. Trắng đen. Đó, có cái biểu tượng bóng rổ ở đây này. Thôi này rất là mới luôn, rất là mới và đẹp. Đôi này cổ không cao lắm đâu, phần cổ này không có cao lắm. Phía sau nó có cái chữ gì đây, fight, fight chiến đấu rồi ta. Cổ đế rất là ấn tượng ha. Ở nhà thấy không, nó xẻ một đường ở giữa này, à nó dẫn tới cái biểu tượng móng rổ ở đây. Đế thì chưa mòn gì hết trơn này, mòn rất là ít luôn. À, làm này cũng hay ha cả nhà ha. Rất là ấn tượng cái bộ đế này. Nó cong vân và nó có cái độ mềm ha cả nhà ha. Nhưng mà cảm giác nó nhẹ lắm, nó không có nặng nề đâu. Nên là mình chơi thể thao vận động nó không có tốn sức nhiều. Đế của nó này cả nhà. Ok nhé. Em coi cái lòng trong nó này. Lòng trong của nó khá dày ha. Khá dày. Để bảo vệ cái cổ chân nha. Đôi này thì lòng trong nó lại dày. Rất là dày. Rồi, em này size của nó là size 42.5 nè. Và mã chốt hàng là T18. Em bán đôi này giá 650.000 nha. Đôi này kỳ Jordan nữa. Rất là đẹp. Bộ đế khá là ấn tượng ha. Rồi cuối cùng là một đôi Nike siêu phẩm. Đôi này được may, được thiết kế rất là cầu kỳ luôn. Gam màu nó cũng độc nữa nè. Màu vàng, màu trắng, màu xanh. Ở đây là da lộn nha, da lộn phối với vải dù. Vải dù ha cả nhà. Em cảm giác rất là chắc chắn cho đôi giày này luôn á. À, ở đây đó, màu xanh navy nè. Xanh navy nè. À, tới bộ đế nè cả nhà này. À, rất là độc luôn nha. Độc đáo luôn, hở ra nguyên một khúc luôn. Và nó nhọn nhọn cong cong lên nha. Nike. Đôi này sao nó độc dữ vậy nè. Cả nhà ngắm thử coi cái đôi này nè. Độc ha, độc đáo ghê nè. Cảm giác rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Nike. Ở đây nó có hai cái lưỡi gà nè cả nhà. Cái lưỡi gà bên trên nè, thêm một cái lưỡi bên dưới đây nè. Trời đất ơi, tỉ mỉ ghê thiệt. Quá độc, quá lạ. Bộ đế nó cũng đẹp luôn. Màu sắc cũng đẹp. Nike nè. Lót của nó cũng đẹp ha. Nike. Đẹp đẽ, sạch sẽ. Em này size của nó là size 41 nha. Size 41 và mã chốt hàng là T17. Em bán đôi này giá 650.000 thôi. Đôi giày Nike quá độc và đẹp. Quá lạ luôn.
Rồi, hy vọng hôm nay là em sẽ giới thiệu cho cả nhà được vài mẫu giày thể thao đẹp. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo nha.